Cộng đồng mạng ngã ngửa khi phát hiện clip Hữu Tín phê pha để lộ trạng thái bất thường trước khi bị bắt. Vừa qua, thông tin nam diễn viên hài Hữu Tín bị công an tạm giữ hình sự để điều tra tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang khiến công chúng không khỏi xôn xao. Theo lời khai của Hữu Tín, nam diễn viên đã mua ma túy chơi trong một lần, đến quán bar rồi mang phần còn thừa, rủ về sử dụng tiếp thì bị bắt. Sau khi Hữu Tín bị bắt, nhiều khán giả đã lên tiếng thể hiện sự thất vọng và chỉ trích hành động khó chấp nhận của nam nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz. Đáng nói, những đoạn clip hay bài đăng liên quan đến Hữu Tín trong quá khứ cũng ngay lập tức được cư dân mạng lục lọi. Mới đây vào sáng ngày 15 tháng 6, một trang fanpage chuyên bàn chuyện về một showbiz đã đăng tải đoạn clip Hữu Tín đang ngồi trên xe cùng hội bạn thân đi du lịch ở khắp Thái Lan. Đáng nói, trong đoạn clip này, nhiều người nhận xét Hữu Tín đang không kiềm chế được cảm xúc, có những hành động và biểu hiện phê pha khó hiểu. Được biết, đây là đoạn clip được nam diễn viên đăng tải chỉ từ một tuần trước. Vì vậy mà nhiều người không khỏi cho rằng, ở thời điểm này, anh đã có những biểu hiện của người sử dụng chất kích thích. Chuyến này cả xã Đoàn không cứu nổi rồi, lời của đá, biểu hiện của, à mà thôi, bảo sao lên sân khấu, nói không vấp câu nào. Có lẽ vì clip này mà công an đã nghi ngờ và bắt Hữu Tín không trượt phát nào. Hiện tại, đoạn clip gốc của Hữu Tín đã đạt gần 6 triệu view và hơn 250.000 lượt tương tác và hàng loạt bình luận của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng clip này đã báo hiệu cho cái kết của nam diễn viên sau thời gian sử dụng chất cấm.